Em thấy vườn nho này qua trang Facebook rất nhiều bạn chia sẻ về cái vườn nho này, em thấy lạ. Đặc biệt lạ hơn là Tây Ninh, quê em thì trước giờ chưa có thể nào mà trồng nho được, rồi nho chỉ có thể ở ngoài Bình Thuận thôi. Nên hôm nay em quyết định là đi tham quan vườn nho thấy cái lạ như thế nào ạ. Trồng thì chưa biết cái ý của nó. Sau khi trồng 2 năm thất bại vì nó hoàn toàn chết hết. Sau đó, sau 2 năm, cái năm thứ 3 thì tôi mới biết cái ý của nó là quyết định vào rừng đi tìm lại một lần thứ hai nữa. Ở các nơi đem về trồng là được thành công, tươi tốt. Khi mà trồng lên xanh tươi tốt, có trái nặng trĩu thì lúc đó thì cũng thật ra thì vui bấy nhiêu thì lại buồn bấy nhiêu, là vì không biết là làm gì ra sao. Tôi có đi quyết định đi như tìm các nơi như thành phố Hồ Chí Minh, tận thủ đô Hà Nội để gõ cửa các nơi để dạy mình chiết xuất từ một cái trái nho rừng này, thì không đâu nhận lời. Tôi mới quyết định về mài mò để thử nghiệm nhiều lần không thành công, đến lần thứ 13 nó mới được thành công. Kiểm nghiệm như trung tâm 3 là thấy là an toàn thực phẩm khá tốt. Cái trái cho nho rừng này là cái trái là của trời đã sinh sản ra từ rừng sâu. Tôi đem về nuôi dưỡng thuần hóa để có trái nặng trĩu. Từ đó tôi có một cái ấn tượng trời cho mình thì mình sẽ mở cửa cho tất cả quý khách gần xa, từ trẻ đến già được tham quan miễn phí. Có thiệt hại vườn này số lượng con kha số cũng khá lớn. Có thể tôi cũng hy sinh để đền đáp lại cho trời đất. Không có nghĩ rằng là mình sẽ đón cái lượng khách lớn. Cũng dự trù rằng biết khách là có nhiều, nhưng mà với mức độ. Còn cái này là bùng nổ, cái này là hơi bị lúng túng, nhưng mà cố gắng bố trí sắp xếp cho bà con được tất cả gần xa được tham quan hết.